Thùy Linh chào đón quý khán thính giả đang trở lại với channel Ngô Phong Today. Hôm nay sáng thứ hai, ngày 19 tháng 2, kính chúc quý vị nghe đài khởi đầu tuần mới với mọi điều tốt đẹp. Và sau đây là các nội dung tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Bản xếp hạng mới cho các tổng thống Hoa Kỳ của các nhà sử học có gì đáng chú ý? Liệu Hoa Kỳ có bổ sung Nga vào danh sách quốc gia tài trợ cho khủng bố Israel tức giận sau khi Tổng thống Brazil ví chiến tranh Gaza với cuộc diệt chủng người cho Thái. Sau khi nhận án phạt 83 triệu đô trong vụ Carroll và thêm 364 triệu đô từ vụ án gian lận ở New York, ông Trump chuyển qua bản dày. Bản cáo trạng khai măng của người tố giác với FBI sẽ gây rắc rối cho điều tra luận tội Tổng thống Biden của Cộng hòa Hạ Viện ra sau chủ đề bàn luận khi Pháp Đình là bài kiểm tra cuối cùng cho lý thuyết bầu cử gian lận của phe cảnh hữu. Và nhiều tin khác nữa. Kính thưa quý vị, Fox News vừa đưa tin về bảng xếp hạng tổng thống mới, nơi ông Barack Obama được xếp hạng là tổng thống thứ 6 trong lịch sử Hoa Kỳ và ông Donald Trump ở vị trí đứng đầu danh sách nhưng từ dưới lên trên. Cụ thể hơn, trong một cuộc thăm dò gần đây do dự án khảo sát uy tín Tổng thống 2024 thực hiện, các nhà sử học và chính trị gia đã đánh giá từng tổng thống Mỹ từ George Washington đến Joe Biden trên thang điểm từ 0 đến 100 về tổng thể sự vĩ đại của họ. Kết quả có vẻ như không nằm ngoài dự đoán khi ông Trump nhận được mức đánh giá thấp nhất trong lịch sử, củng cố vị trí của ông là tổng thống tệ nhất từ trước đến nay. Theo các nhà sử học thuộc mọi phạm vi chính trị, cuộc khảo sát với 154 phản hồi hữu ích từ các chuyên gia về chính sách tổng thống, tiết lộ mức đánh giá trung bình của ông Trump chỉ là 10.92 trên 100. Điều này đặt ông cách xa dưới mọi tổng thống khác, với James Buchanan, Andrew Johnson, Franklin Pierce, William Henry Harrison và Warren Harding cũng nằm ở vị trí cuối bảng, nhưng không ai xuống tới mức độ không được ưa chuộng như ông Trump cuộc thăm dò cho thấy ông abraham lincoln là tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử mỹ về các chuyên gia được hỏi trong nghiên cứu cuộc khảo sát lưu ý những người trả lời bao gồm các thành viên hiện tại và gần đây của phần chính sách tổng thống và chính trị hành pháp của hiệp hội khoa học chính trị mỹ đây là tổ chức hàng đầu của các chuyên gia khoa học xã hội trong chính trị tổng thống cũng như các học giả đã công bố nghiên cứu học thuật được đánh giá ngang hàng trong các tạp chí khoa học quan trọng hoặc nhà xuất bản học thuật gần đây dù vậy đài fox hôm chủ nhật cố gắng mô tả đây là một nhóm các chuyên gia tự phòng Điểm đáng chú ý của cuộc thăm dò là, mặc dù một số tổng thống chứng kiến những thay đổi đáng kể trong bảng xếp hạng theo thời gian, vị trí của ông Trump vẫn liên tục ở mức thấp đáng buồn cho thế giới Ma cà. Kể từ cuộc khảo sát ban đầu của dự án được tiến hành vài năm trước, ông Trump không hề cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng, không giống như sự tăng vọt đáng chú ý của các tổng thống khác như Barack Obama và Ulysses Grant sự khác biệt về đảng phái và ý thức hệ giữa các nhà phản hồi cũng làm sáng tỏ các động lực đang diễn ra mặc dù có một số khác biệt chẳng hạn như cộng hòa và bảo thủ xếp george washington là tổng thống vĩ đại nhất và james buchanan là ít vĩ đại nhất nhưng mức đánh giá thấp kỷ lục của trump dường như vượt qua ranh giới đảng phái với cả cộng hòa và dân chủ đều đồng ý về thất bại lịch sử của ông ngay cả trong số những người được xác định là cộng hòa, ông Trump chỉ đạt vị trí thứ 41 trong danh sách các tổng thống trong số 45 người đã đảm nhiệm chức vụ. Trong khi những người được xác định là bảo thủ xếp ông ở vị trí thứ 43, còn những người được xác định là độc lập xếp ông ở vị trí cuối cùng, thứ 45, phản ánh chính xác vị trí tổng thể của ông. Và điều này tạo nên một sự tương phản rõ so với quan điểm về nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden. Các nhà sử học xếp ông Biden ở vị trí tổng thể vĩ đại thứ 14, chỉ sau ông Bill Clinton ở vị trí 12, và vượt qua các nhiệm kỳ tổng thống gần đây hơn, bao gồm Reagan 16, George H. W. Bush 19, George W. Bush 32 và Carter 22. Riêng ông Barack Obama đã leo lên danh sách đến vị trí số 7 khi được yêu cầu chỉ ra những tổng thống gây chia rẽ nhất ông trump một lần nữa nổi bật được một số lượng đáng kể các nhà phản hồi chọn là nhân vật gây chia rẽ nhất trong lịch sử tổng thống hoa kỳ bản chất gây chia rẽ của ông là điều hiển nhiên với các chuyên gia đánh giá ông cao hơn nhiều so với các tổng thống khác như andrew jackson barack obama và ronald reagan về mức độ phân cực ngược lại george washington được nhìn nhận là tổng thống ít gây chia rẽ nhất Điều này càng làm nổi bật sự tương phản rõ rệt giữa nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump và những lý tưởng về sự thống nhất mà nhà lãnh đạo lập quốc của quốc gia đã thể hiện. Mạng lưới cánh hữu như đài Fox News dường như gặp khó khăn khi loan báo tin tức này đến với khán giả. Đài Fox đã nỗ lực chung vùi thông tin chính. Thay vào đó, họ đưa ra tiêu đề. Xếp hàng tổng thống mới đưa Obama lọt vào top 10, Reagan và Trump xếp sau Biden một tiêu đề được tạo ra nhằm kích động sự phẫn nộ trong số khán giả của họ và chúng ta cũng có thể thấy dòng tiêu đề không làm nổi bật sự thật rằng ông trump nằm ở vị trí cuối cùng danh sách và ngay cả những người cộng hòa trong cuộc khảo sát cũng coi ông là một trong năm tổng thống tồi tệ nhất cuối cùng sự đồng thuận giữa các nhà sử học và chính trị gia là rất rõ nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump sẽ được nhớ đến như một trong những giai đoạn xối ren và gây chia rẽ nhất trong lịch sử Mỹ, củng cố vị trí của ông ở cuối bảng xếp hạng tổng thống. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đã đề xuất phải gắn cho chính phủ nhà danh hiệu nhà tài trợ cho khủng bố sau cái chết của nhà lãnh đạo đối lập Alexei Navalny. Ông Navalny đã qua đời trong một nhà tù gần Bắc Cực vào thứ Sáu tuần qua, theo thông báo của cơ quan quản lý nhà tù này. Mặc dù được thông báo là ông đã chết sau khi bất tỉnh trong lúc đi dạo, ngay lập tức đã có nhiều suy đoán rộng rãi, bao gồm cả từ Tổng thống Biden và Tổng thống Zelensky, rằng ông Putin chính là người đứng sau cái chết của ông Navalny. Ông Navalny là một trong những người dũng cảm nhất mà tôi từng gặp. Khi ông ấy quay trở lại nhà, ông ấy phải biết mình sẽ bị Putin giết. Và quả thực, ông ta đã bị Putin ám sát. Ông Graham nói trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Face the Nation của CBS vào Chủ nhật. Ông Graham tiếp tục, tại sao chúng ta không thực hiện điều này? Tôi vừa mới nói chuyện qua điện thoại với hai thượng nghị sĩ dân chủ. Hãy xác định, Nga là một quốc gia tài trợ cho khủng bố theo luật pháp Hoa Kỳ. Hãy khiến họ phải trả giá cho việc giết Navalny. Hiện tại, có bốn quốc gia được Hoa Kỳ gắn nhẫn là nhà tài trợ cho khủng bố. Cuba, Bắc Hàn, Iran và Syria. Việc chỉ định này đi kèm với một loạt các biện pháp trừng phạt, bao gồm các hạn chế về hỗ trợ nước ngoài và lệnh cấm xuất khẩu và bán hàng quốc phòng. Theo ông Graham cho biết, dự luật đưa nhà vào danh sách như vậy có thể được trình lên ngay trong tuần này. Tổng thống Biden đã nói với Putin, nếu có chuyện gì xảy ra với Navalny, ông ta sẽ phải trả giá. Tôi đồng ý với Tổng thống Biden. Cái giá mà họ phải trả là đưa Nga vào danh sách quốc gia tài trợ cho khủng bố, ông Graham nói. Trong khi đó, cựu dân biểu Cộng hòa Liz Cheney đã kêu gọi chủ tịch Hạ viện Mike Johnson triệu tập Hạ viện trở lại từ kỳ nghỉ và đưa dự luật viện trợ cấp bách cho Ukraine của Thượng viện, kể cả khi điều này có thể đe dọa đến vai trò cầm búa của ông Johnson. Ông ấy cần phải hiểu, thật đáng giá nếu ông ấy bị mất quyền chủ tịch để đảm bảo tự do vẫn tồn tại, để đảm bảo hợp chủng quốc Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai trò lãnh đạo trên thế giới, thì nó hoàn toàn xứng đáng. Nữ dân biểu đến từ Wyoming đã nói như vậy trong cuộc phỏng vấn trên chương trình State of the Union của CNN hôm Chủ nhật. Ông ấy sẽ phải giải thích cho các thế hệ tương lai, cho con cháu của mình, liệu ông ấy đã làm đúng, đã trở thành lực lượng vì điều tốt lành và hỗ trợ cho tự do, hay đã tiếp tục con đường hèn nhát và làm những gì Donald Trump và Vladimir Putin muốn ông ấy làm. Bà Shani nói, kết nối lời hùng biện thông qua cái chết của kẻ thù của ông Putin, Alexei Navalny. Khi ông nghĩ về Donald Trump, ví dụ, đã thề sẽ trả đũa, Shenny nói, những gì Vladimir Putin đã làm với Navalny chính là hình ảnh của sự trả đũa trong một quốc gia nơi lãnh đạo không chịu sự kiểm soát của pháp luật. Và tôi nghĩ chúng ta phải rất nghiêm túc với Donald Trump. Bên cạnh đó, bà Shani cũng lên án những đe dọa gần đây của ông Trump đối với các đồng minh NATO, mô tả đó là sự hiểu lầm nguy hiểm về ngoại giao của Mỹ. Điều này không chỉ nguy hiểm mà còn thể hiện sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về vai trò của Mỹ trên trường quốc tế. Sandy nói, thật đáng xấu hổ. Không thể tưởng tượng được rằng có Tổng thống Hoa Kỳ nào thuộc bất kỳ đảng phái nào kể từ khi NATO được thành lập lại nói ra những lời như vậy. Sandy tiếp tục, nó hoàn toàn thiếu thông tin, thiếu hiểu biết và rất nguy hiểm. Trong cuộc phỏng vấn, cựu dân biểu cũng bày tỏ lo ngại là không biết thiện cảm của Trump đối với Nga có thể dẫn dắt đảng Cộng Hòa đi về đâu. Bà nói, chúng ta phải xem xét nghiêm túc mức độ mà giờ đây có một phe cánh Putin trong đảng Cộng hòa. Đồng thời gọi viên loại phe đó ra khỏi phòng bầu dục là điều quan trọng. Liên quan đến xung đột tại Gaza, Phía Israel hôm qua cáo buộc Tổng thống Brazil Lula da Silva giảm nhẹ cuộc diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc xã và xúc phạm người Do Thái sau khi ông Silva bí cuộc chiến của Israel chống lại Hamas ở Gaza với nạn diệt chủng của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Những gì đang xảy ra với người Palestine ở Gaza không thể so sánh với bất kỳ sự kiện lịch sử nào khác. Thực tế, điều này đã diễn ra từ khi Hitler quyết định tiêu diệt người Do Thái Tổng thống Lưu La đã bày tỏ tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Phi lần thứ 37 tại Addis Ababa. Bộ Ngoại giao Israel tại Jerusalem thông báo sẽ triệu tập đại sứ Brazil để phản đối về những bình luận mà thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã mô tả là đáng xấu hổ và nghiêm trọng. Đây là sự giảm nhẹ tội ác Holocaust và là một hành động tấn công vào người Do Thái cũng như quyền tự vệ của Israel việc so sánh Israel với Đức quốc xã và Hitler đã vượt qua giới hạn chấp nhận, ông Netanyahu tuyên bố. phía văn phòng tổng thống và bộ ngoại giao Brazil chưa phản hồi yêu cầu bình luận. trong một phát biểu, liên đoàn người Israel gốc Brazil đã chỉ trích lời nói của tổng thống Lula là xuyên tạc sự thật và làm tổn thương ký ức của các nạn nhân Holocaust và thế hệ sau của họ. đồng thời cáo buộc chính phủ ông Lula có quan điểm cực đoan và thiên vị về xung đột cũng vào ngày hôm qua tổng thống lưu la cũng đã chỉ trích việc ngừng viện trợ nhân đạo cho cơ quan tị nạn palestine của liên hợp quốc kêu gọi một cuộc điều tra về sai sót mà không cắt nguồn tài trợ để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi cái mà ông gọi là tội ác diệt chủng theo lời ông lưu la nói cuộc chiến này không phải giữa quân đội với quân đội mà là giữa quân đội được trang bị tốt với phụ nữ và trẻ em Cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc đang đối mặt với khó khăn tài chính sau khi Israel cáo buộc rằng 12 trong số 13.000 nhân viên của họ tại Gaza liên quan đến cuộc tấn công vào Israel bởi Hamas vào ngày 7 tháng 10. Trở lại với Hoa Kỳ, trên đường tham dự một cuộc meeting ở Michigan, ông Trump đã tham gia sự kiện SneakerCon tại Philadelphia để quảng bá dòng giày mới của mình. SneakerCon là hội chợ triển lãm các loại giày thể thao, bắt đầu tại New York từ năm 2009 và được tổ chức trên 40 thành phố toàn thế giới. Sự kiện ông chuyển qua bán giày sau khi nhận án phạt 83 triệu đô trong vụ nhà văn Carroll và thêm 364 triệu đô từ vụ gian lận ở New York. Có vẻ như Trump đang tìm cách mới và sáng tạo hơn để kiếm tiền từ những người sùng bái ông, những người dường như sẵn lòng mua bất cứ thứ gì có tên ông trên đó. Trump đang bán giày sneaker với giá 399 đô và mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 3 đôi. Còn đôi giày thể thao có chữ T và số 45 ở hai bên có giá 199 đô, đồ, đồng thời bán nước hòa Victoria 47 mang nhãn hiệu Trump với giá 99 đô một giày. Trump cho biết ông đã suy nghĩ về việc ra mắt dòng giày Trump ít nhất là 12 năm nay. Ông đã nói với đám đồng, trong đó có vẻ như có tiếng là ó, rằng những người nổi tiếng đã cho biết họ nhận được nhiều phản hồi tuyệt vời về đôi giày của ông ấy. Một người dùng mạng đã bình luận, tả vàng lẽ ra có thương hiệu hơn. Trang web bán giày Trump cho biết nó được điều hành bởi CIC Ventures LLC, một công ty mà ông Trump đã báo cáo sở hữu trong báo cáo tài chính năm 2023. Một công ty có tên tương tự, CIC Digital LLC, sở hữu NFT, một loại thẻ giao dịch kỹ thuật số của Trump. Một trang web tuyên bố liên doanh mới, không mang tính chính trị và không liên quan gì đến bất kỳ ban vận động chính trị nào. Điều đó được hiểu là vì nếu liên hệ ban vận động bầu cử, tiền phải báo cáo theo luật bầu cử. Đây không phải là dự án kiếm tiền đầu tiên mà ông Trump công bố kể từ khi phát động chiến dịch tranh cử thứ ba vào bản ống vào năm 2022. Năm ngoái, ông cho biết đã kiếm được từ 100.000 đến 1 triệu đô cho một loạt thẻ giao dịch kỹ thuật số có chân dùng Trump, thông qua chỉnh sửa ảnh, trong một loạt hình ảnh giống phim hoạt hình, bao gồm phi hành gia, cao bồi và siêu anh hùng. Hiện chưa rõ dòng sản phẩm, dây thể thao hay nước hoa mới của ông Trump được sản xuất ở Trung Quốc hay ở các quốc gia nào. Thông tin cập nhật thêm theo phân tích của New York Times, những căn hộ chung cư trong các tòa nhà ở Manhattan mang tên Trump đã bị giảm giá trị, trong khi những tòa tháp xóa tên ông lại chứng kiến trị giá tăng. Nhà kinh tế Stian Van Dilverberg của Đại học Columbia nói với tờ báo, phân tích này xác định rõ chính thương hiệu Trump là nguyên nhân gây ra sự suy giảm giá trị. Tại Trump Tower, nơi ông tuyên bố tranh cử lần đầu tiên và là nơi người biểu tình thường tới trước tụ tập phản đối, giá trung bình mỗi phút vuông đã giảm 49% kể từ năm 2013, theo một công ty theo dõi bất động sản. Nhưng Eric Trump chế giễu những thống kê giá trị thương hiệu này, nói rằng dữ liệu có thể bị thao túng để kể bất kỳ câu chuyện nào bạn muốn. Nhưng thực tế là các tòa nhà của chúng tôi được bán với giá cao nhất trên mỗi phút vuông so với bất kỳ bất động sản nào trên thế giới. Tuy nhiên, theo tờ New York Times lưu ý, thương vụ trị giá 17 triệu đô mà Eric trích dẫn đã được bán với giá thấp hơn một nửa số căn hộ khác ở Manhattan, tính theo mét vuông. Thưa quý thính giả, nỗ lực luận tội Tổng thống Biden của Cộng hòa Hạ Viện đã gặp phải một cú sốc sau khi một người cung cấp thông tin cho FBI bị bắt với cáo buộc hoàn toàn bị đặt những lời buộc tội về hối lộ, đã trở thành trọng tâm của vụ án. Như tin từng loan, Alexander Smirnov bị bắt giữ tại sân bay khi nhập cảnh vào đất nước và bị cáo buộc tạo ra những tuyên bố sai sự thật, bao gồm cả việc khi đó là phó tổng thống. Biden và con trai ông, mỗi người đã nhận một khoản hối lộ 5 triệu đô la bản cáo trạng tuần qua đi ngược lại cáo buộc hối lộ, khẳng định Smirnov đã bịa đặt toàn bộ câu chuyện vì phản đối việc ứng cử của Tổng thống Biden. Các cuộc điều tra của phe Cộng hòa đã đặt những cáo buộc hối lộ vào vị trí trung tâm của nỗ lực luận tội, và các lãnh đạo Cộng hòa đã chỉ ra những cáo buộc đó để thuyết phục đồng nghiệp ủng hộ cuộc điều tra. Tội danh rất đáng bị luận tội. Tôi nghĩ điều quan trọng là ở công ty Burisma. Chủ tịch ủy ban tư pháp Jim Jordan nói với các phóng viên vào tháng 12 trước một cuộc bỏ phiếu của Hạ viện để được cho phép một cuộc điều tra luận tội. Và chủ tịch ủy ban giám sát James Comer năm ngoái đã gọi thông tin mật đó là một phần cốt lõi của cuộc điều tra của chúng tôi. Lễ dĩ nhiên, phe Dân Chủ hiện đang đáp trả với sự phát hiện như vậy và ý nghĩa của nó đối với cuộc điều tra của Cộng Hòa dân biểu dân chủ Jimmy Ruskin, thành viên cấp cao của Ủy ban Giám sát, cho biết thông tin trong bản cáo trạng gây tổn hại đến mức Cộng hòa ngay lập tức hủy bỏ cuộc điều tra luận tội của họ. Các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện vào năm 2020 đã tiến hành cuộc điều tra của riêng họ và cho biết họ không tìm thấy bất cứ điều gì. Vì vậy, chúng tôi không quá ngạc nhiên khi điều này xảy ra. Nhưng đây là một bước ngoặt đáng kinh ngạc và tôi nghĩ đây là cơ hội để cộng hòa tự suy nghĩ lại. Ông Raskin nói trong cuộc trò chuyện trên đài MSNBC và nói thêm, đây thực sự là trọng tâm của vấn đề. Tôi nghĩ đây là cơ hội cho họ nói rằng, biết đấy, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi sẽ bỏ qua, không có gì ở đây cả. Tuy nhiên, ông Comer vẫn bảo vệ cuộc điều tra, nói cùng ngay rằng cuộc điều tra luận tội không dựa vào FD 1023 của FBI. Ông Comer nói đề cập đến biểu mẫu được sử dụng để ghi lại các cuộc trò chuyện với người cung cấp thông tin. Và ông này giải thích thêm, nói dựa trên một bộ hồ sơ chứng cỡ lớn, bao gồm hồ sơ ngân hàng và lời khai của nhân chứng, tiết lộ rằng Joe Biden biết và tham gia vào các giao dịch kinh doanh của gia đình mình. Smirnov đã chuyển tiếp cho FBI một cuộc trò chuyện mà ông ta tuyên bố đã có với Mykola Sloshevsky, người điều hành Burisma, công ty năng lượng Ukraine mà Hunter từng là thành viên hội đồng quản trị. Theo Smirnov, Sloshevsky đã trả 5 triệu đô cho cả hai cha con ông Biden nhằm tránh sự giám sát đối với Burisma đây là chi tiết sau đó Sloshapsky dường như đã phủ nhận trong thông tin cung cấp cho Quốc hội trong tiến trình luận tội Trump thông qua một cuộc trao đổi được ghi lại với Vitaly Brus, một cộng sự của Rudy Giuliani. Các thành viên Cộng hòa đã cố gắng liên kết điều này với hành động của ông Biden khi còn là phó tổng thống trong việc loại bỏ công tố viên chính phủ Ukraine, người đã bị cộng đồng quốc tế cáo buộc không giải quyết được nạn tham nhũng. Khi còn là phó tổng thống, ông Biden đã ra điều kiện việc bảo lãnh khoản vay 1 tỷ đô cho Ukraine với việc sa thải công tố viên Viktor Shokin. Cộng hòa Hạ viện cho rằng điều này đã lợi ích cho Burisma và gián tiếp lợi ích cho Hunter. Một tuyên bố đã phần lớn bị bác bỏ, bởi vì cuộc điều tra trước đó vào Burisma đã bị đình chỉ, và việc thay đổi công tố viên nhằm giám sát chặt chẽ hơn. Mặc dù Smirnov đã là người cung cấp thông tin cho FBI trong nhiều năm, ông không nhắc đến cuộc gọi được cho là đã xảy ra vào năm 2017, thay vào đó là đưa ra chi tiết vào năm 2020. Bản cáo trạng cho rằng bị cáo đã biến những liên hệ kinh doanh thông thường và không đặc biệt với Burisma vào năm 2017, và sau đó thành cáo buộc hối lộ chống lại quan chức công sau khi bày tỏ thành kiến chống lại quan chức này và sự ứng cử trước vụ tổng thống của ông. Bộ Tư pháp viết trong một thông cáo báo chí công bố việc bắt giữ Smirnov. Những sự kiện mà bị cáo đầu tiên báo cáo cho nhà điều tra vào tháng 6 năm 2020 là những bịa đặt. Trên thực tế, bị cáo đã liên hệ với các giám đốc điều hành từ Burisma vào năm 2017, sau khi chính quyền Obama kết thúc và sau khi tổng công tố viên của Ukraine bị sa thải vào tháng 2 năm 2016 nói cách khác, khi quan chức công Hoa Kỳ không còn khả năng gây ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ và khi tổng công tố tổ viên không còn tại vị, Smirnov đối mặt với các cáo buộc về Viện tạo ra một tuyên bố sai sự thật và tạo ra một hồ sơ giả mạo và hư cấu. Nếu bị kết án, ông ta có thể đối mặt với mức án tối đa 25 năm tù. Dân biểu dân chủ Charles Moskowitz, một thành viên của Ủy ban Giám sát Hạ viện, mô tả các cáo buộc từ Smirnov là nguồn gốc của toàn bộ tiến trình luận tội giả mạo. Lời cầu nguyện và suy nghĩ gửi đến James Comer cũng như nỗ lực luận tội Biden giả mạo, tâm phào và không đúng sự thật mà họ đã cố gắng thực hiện. Bây giờ, chúng ta phát hiện ra điều gì? Những gì chúng ta đã biết từ trước, rằng biểu mẫu 1023 mà họ đã khóc lóc suốt nhiều tháng trời chỉ là một lời dối trá. Tất cả đều là lời nói dối, và kẻ bịa ra chuyện đó đã bị truy tố. Việc GOP định hình các cáo buộc hối lộ là một con đường cũng đi kèm với những rủi ro, vì nó gây thêm áp lực cho đảng trong việc ủng hộ các cáo buộc đã tồn tại trong nhiều năm và đã được các nhà kiểm tra sự thật xem xét và bác bỏ ông Comer đã cố gắng chứng minh Tổng thống Biden đã gặp gỡ các đối tác của con trai. Nhưng ông đã đối mặt với sự chỉ trích từ ông Raskin, người nói rằng ông Comer vẫn chưa chứng minh được bất kỳ hành vi sai trái nào từ phía Tổng thống Dân Chủ. Đó là những chi tiết tạo nên cơ sở của cuộc điều tra của ông Comer, mô tả là hoạt động bán tầm ảnh hưởng của gia đình ông Biden. Ông này tuần qua còn nói, Joe Biden là thương hiệu được gia đình Biden bán khắp thế giới chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự thật để đề xuất lập pháp cải cách luật đạo đức liên bang và để xác định liệu có cần đưa ra các điều khoản luận tội hay không. Không nói, Cộng hòa Hạ viện có vẻ không hề nào núng và tỏ rõ lối vụng trèo khéo chống khi đã đặt ra các câu hỏi thắc mắc khác về những tiết lộ trong tài liệu. Chủ yếu là tại sao FBI mô tả Smirnov là một nguồn thông tin đáng tin cậy khi nói chuyện với các nhà lập pháp. Ủy ban giám sát vào cuối tuần qua đã chia sẻ một đoạn clip của dân biểu Raskin xác nhận mô tả đó vào mùa hè năm 2023. Và bản cáo trạng cũng đặt ra câu hỏi về việc FBI tiếp tục tin tưởng vào nguồn thông tin này. Mặc dù đã được cảnh báo nhiều lần rằng ông ta cần phải cung cấp thông tin chính xác cho FBI. Hành động của FBI trong trường hợp này gây ra nhiều lo ngại. Comer cho biết vào thứ Năm, FBI đã giữ tài liệu này trong nhiều năm, nhưng dường như họ không tiến hành xác minh những cáo buộc gây lo ngại trong đó cho đến khi quốc hội phát hiện và yêu cầu được tiếp cận chúng. Nhưng dân biểu dân chủ tràn Coleman mình cho rằng bức tranh tổng thể được vẽ ra bởi bản cáo trạng gây tổn hại đến mức cả ông Jordan và Comer nên xin lỗi Tổng thống Biden. Thật là hại não để hiểu nổi sự thất bại ngoạn mục của việc luận tội của Comer Jordan là gì, ông Dan Coleman phóng tuyến. Phần cuối chương trình, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chủ đề bàn luận. Khi pháp đình là bài kiểm tra cuối cùng cho lý thuyết bầu cử gian lận của phe cảnh hữu. Bài viết của Paul Wallman, ông là ký giả cấp cao và là nhà bình luận chính trị. Donald Trump không phải là nhân vật cực hữu duy nhất thấm thía khi học được rằng, khi bước vào phòng xử án, quy tắc là điều quan trọng. Tổ chức bảo thủ Trill the Vote một nhóm quốc gia chuyên truyền bá thuyết âm mưu về gian lận bầu cử, vừa phải chịu đựng sự sỉ nhục trong phòng xử ở tòa Georgia, nhờ vào yêu cầu cơ bản mà cũng rất đơn giản từ phía thẩm phán. Họ phải đưa ra bằng chứng cho những cáo buộc gian lận của họ trong cuộc bầu cử 2020 và cuộc bầu cử thượng viện được bổ sung ngay sau đó Mặc dù có thể hiểu được sự tuyệt vọng trước sự dễ dàng mà những kẻ nói dối bằng nghệ sĩ mỹ dân của cái gọi là phong trào tính toàn vẹn bầu cử cánh hữu bơm những bịa đặt vào tâm trí quốc gia là điều có thể hiểu được. Nhưng chuỗi thất bại liên tiếp của họ tại các tòa có thể mang lại một chút an ủi. Ít nhất, ở đó, hệ thống pháp lý vẫn hoạt động đó là bởi vì tòa có những quy tắc nghiêm ngặt hơn nhiều so với podcast của Rudy Giuliani hay như vụ kiện phỉ bản của Dominion chống lại Fox News đã chỉ ra mảng tối của truyền hình cảnh hữu để một cáo buộc được chứng minh một cách pháp lý những người tạo ra các câu chuyện gian lận bầu cử này phải chứng minh nó bằng bằng chứng hết lần này đến lần khác họ đã không làm được điều đó quy trình cho đến nay là cực kỳ quen thuộc Đầu tiên, các nhóm như True the Vote phá ngôn các cáo buộc gian lận rộng rãi dựa trên lời nói bóng gió, sự thiếu hiểu biết về pháp luật và thỉnh thoảng có vài tin đồn theo kiểu. Tôi quen một người, người này có bạn gái và bạn gái của họ có một anh họ đã nghe câu chuyện từ một người khác. Sau đó, những cáo buộc được truyền thông cảnh hữu phóng đại trong trường hợp này, các thuyết âm mưu của True the Vote đã được đề cập nhiều trong phim 2000 Thousand Mills của Dinesh D'Souza, một nhà bình luận bảo thủ và là tên tội phạm đã được Trump ân xá. Nhưng mặc dù những cáo buộc có thể được tin tưởng rộng rãi bởi những người trung thành và những người bị mất lý trí, khi đến lúc thực sự thách thức kết quả của một cuộc bầu cử, họ thất bại. Trong vụ việc ở Georgia, True the Vote đã đệ trình một yêu cầu với tiểu bang vào cuối năm 2021, cáo buộc rằng tổ chức đã nói chuyện với một số người về kiến thức cá nhân, âm mưu và tổ chức liên quan đến việc buôn bán phiếu bầu ở Georgia. Họ thậm chí còn nói rằng họ có một người ẩn danh thừa nhận đã tham gia cá nhân và cung cấp thông tin cụ thể về quy trình buôn bán phiếu bầu. Đó là một số cáo buộc bồng tấn. Vì vậy, tiểu bang Georgia đã mở một cuộc điều tra và yêu cầu True the Vote cung cấp bằng chứng, bao gồm cả tên của người buôn bán phiếu màu để họ có thể lấy lời khai của người đó. Cuối cùng, sau khi mệt mỏi chờ đợi True the Vote chuyển giao bằng chứng, Tổng trưởng lý Georgia, một đảng viên Cộng hòa, đã yêu cầu một thẩm phán buộc nhóm này chia sẻ bằng chứng của họ. Cuối cùng, trong một hồ sơ tòa, hơn hai năm sau khiếu nại ban đầu, Trudeau thừa nhận họ không thể cung cấp bằng chứng cho các cáo buộc của họ. Một câu chuyện pháp lý thật mà như đùa giỡn trước tòa. Chúng ta đã chứng kiến một loạt sự kiện tương tự ngay sau cuộc bầu cử năm 2020. Khắp đất nước, đại diện và người ủng hộ Trump đã cố gắng lật đổ kết quả bầu cử. Mỗi lần họ đưa vụ việc ra tòa, họ đều không thể cung cấp bằng chứng nào cho các cáo buộc. Họ đã thua hơn 50 vụ kiện như vậy. Trong một số trường hợp, các thẩm phán do chính Trump bổ nhiệm đã bác bỏ đơn của họ khỏi tòa án. Thêm vào đó là thành công mà các mục tiêu của những cáo buộc gian lận bầu cử đã giành được trong việc giữ cho các đồng minh của Trump chịu trách nhiệm về thiệt hại họ gây ra. Dominion đã giải quyết vụ kiện chống lại Fox News với số tiền 787,5 triệu đô. Một vụ kiện tương tự trị giá 2,7 tỷ đô từ Smart Smartmatic vẫn đang tiếp diễn. Một bồi thẩm đoàn đã ra lệnh Giuliani phải trả 148 triệu đô cho hai nhân viên thùng phiếu ở Atlanta mà ông đã nhắm mục tiêu với những lời dối trá ác ý về họ, là một phần của một âm mưu gian lận bầu cử không tồn tại. Và một người đàn ông, người cáo buộc rằng ông ta đã bị True the Vote và bộ phim tài liệu 2000 Mills bôi nhỏ, có một vụ kiện vẫn đang chờ giải quyết. Trong đó, họ tuyên bố rằng video ghi lại cho thấy ông ta nhét những lá phiếu gian lận vào thùng đựng phiếu, trong khi thực tế người này đang bỏ phiếu cho bản thân và các thành viên trong gia đình mình. Thật không may, việc những kẻ lừa đảo gian lận bầu cử của phe cánh hữu thua cuộc gần như mỗi lần họ phải cung cấp bằng chứng cho các cáo buộc tại tòa án, không có nghĩa là cơn điên này đã bị đánh bại ý tưởng sai lầm rằng gian lận bầu cử tràn lan trong các cuộc bầu cử Mỹ đã trở thành một nguyên tắc cốt lõi của ý thức hệ Cộng hòa, gần như quan trọng như là niềm tin thuế quá cao, người nhập cư bạo lực và quyền lựa chọn của người phụ nữ phải bị cấm. Các cuộc thăm dò liên tục cho thấy khoảng 2 phần 3 cử tri Cộng hòa nói rằng Joe Biden không ai lặp lại lời nói dối đó một cách ồn ào và thường xuyên hơn chính Trump và sự trung thành với ảo tưởng loạn trí đó có thể là điều quan trọng nhất mà ông ta tìm kiếm ở bất kỳ ai muốn làm việc cho ông. sự tán thành của trump để trở thành đồng chủ tịch tiếp theo của ủy ban quốc gia cộng hòa, chủ tịch cộng hòa north carolina michael Wadley đã làm việc với các nhóm phủ nhận bầu cử. ông ta cũng tham gia vào nỗ lực lật đổ bầu cử 2020. Trump được cho là đã chọn Wadley bởi vì, như một cộng sự của Trump thổ lộ, ông ta là một người chống ăn các phiếu bầu. Niềm tin không ngừng nghĩ vào những lời nói dối đó đã gây ra một loạt hậu quả xấu xí. Các nhân viên bầu cử trên khắp đất nước, những người không mong muốn gì hơn là phục vụ cộng đồng và hệ thống nền dân chủ, phải đối mặt với sự quấy rối và đe dọa tính mạng. Phe bảo thủ đã tăng gấp đôi nỗ lực hạn chế quyền bỏ phiếu dưới lá cờ giả mạo của việc chống gian lận. Và chính việc thổi bùng những ngọn lửa âm mưu này đã đốt cháy niềm tin vào hệ thống dân chủ. Cho đến nay, những kẻ tung tin gian lận bầu cử vẫn chưa thành công trong việc đảo ngược bất kỳ cuộc bầu cử hợp pháp nào. Khi họ đưa vụ việc ra tòa, họ không thể tránh khỏi thất bại. Nhưng chỉ có những thất bại liên tục tại chính thủ phiếu mới có thể đủ sức ngăn chặn họ và nội dung bằng luận thời sự mà thụy linh vừa trình bày cũng đã khép lại chương trình của ngô phòng biên soạn cho ngày 19 tháng 2. cảm ơn quý khán giả đã luôn đồng hành xin kính chào và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai